Con nghĩ không những riêng con mà quý bà và anh chị em cũng vậy thôi. Tất cả chúng ta là con người cho nên chúng ta đều có những lỗi lầm và những thiếu sót. Cho nên đối với con mùa chay là một mùa mà chúng ta phải hân hoan và tạ ơn Chúa. Vì Thiên Chúa đã ban cho chúng ta được giáo có giáo hội và được giáo hội. Và nhờ giáo hội chúng ta cùng với mọi người để chúng ta bước vào một mùa chay để kiểm điểm đời sống và canh tân tâm hồn của chúng ta. Chính vì thế mà chiều tối hôm nay con xin cộng đoàn cùng lặp lại với con những cái điểm chính của ba bài mà chúng ta vừa mới nghe và cùng với bài đáp ca. Bài phúc âm chúng ta nghe ba chữ, đó là ăn chay, cầu nguyện và bố thí. Xin cộng đoàn lặp lại nhé. Ăn chay, cầu nguyện, bố thí. Bài đọc thứ nhì chúng ta nghe hai chữ, đó là giải hòa, giải hòa. Và bài đáp ca chúng ta lại nghe thêm hai chữ đôi, đó là Chúa chúng ta như thế nào, xót thương và nhân hậu. Xin lặp lại, xót thương và nhân hậu. Và bài đọc một giúp cho chúng ta trở về một cái tâm hồn tan nát và thông hối. Cho nên xin cộng đoàn cùng lặp lại với con là hai chữ tâm hồn. Tâm hồn. Và chúng ta đi từ bài 1 cho đến bài phúc âm nha. Tâm hồn, nhân hậu, xót thương, giải hòa, ăn chay, cầu nguyện, bố thí. Rồi bây giờ chúng ta ráp lại thành một câu. Mọi người chúng ta về nhà trong mùa chay này, chúng ta có thể ráp hết tất cả những cái ý này thành một câu mà là châm ngôn sống cho cuộc sống của chúng ta mỗi ngày trong mùa chay. Đối với con thì con nghĩ như thế này. Trong mùa chay này chúng ta ráp lại một câu thôi. Mọi việc chúng ta làm trong mùa chay theo tinh thần của ăn chay, cầu nguyện, bố thí thì chúng ta làm với tinh thần theo sự giải hòa. Giải hòa giữa chúng ta và Thiên Chúa, giải hòa giữa chúng ta và anh chị em lẫn nhau, để chúng ta bắt chước Thiên Chúa là Ngài, một người rất nhân hậu và xót thương. Và nếu chúng ta làm được tất cả điều này thì tâm hồn của chúng ta sẽ trở nên tươi sáng hơn, mát mẻ hơn và trong sạch hơn và thánh thiện hơn. Và được như thế thì mùa chay là rất là hạnh phúc. Và con mong muốn rằng mỗi chúng ta đều có mang cái tâm hồn, đó là tâm hồn giải hòa với anh chị em và giải hòa cùng Thiên Chúa, vì Ngài rất nhân hậu và xót thương. Và có như thế thì mùa chay này chúng ta có ăn chay, có cầu nguyện, có bố thí thì chúng ta đều làm trong tinh thần làm những việc gì mà con muốn người khác làm cho chính con.